Chiều 29 tháng 8 năm 2021, một lãnh đạo công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội này liên quan đến việc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của một công ty ở khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Theo tìm hiểu, vào chiều 28 tháng 8, công ty này đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 4.000 công nhân, người lao động. Video clip dài 2 phút 24 giây được cho là ở khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Ghi cảnh ban đêm có hàng trăm công nhân đứng ngồi đợi đến lượt xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Nhiều công nhân không chấp hành theo khuyến cáo 5K đảm bảo giãn cách mà tụm lại trò chuyện. Nhiều công nhân khác cầm điện thoại di động di chuyển để chụp ảnh, quay phim. Phía trên khoảng sân rộng còn có nhiều người nhún nhảy, hát hò với micro. Còn bên dưới, nhiều công nhân lấp đứng, lấp ngồi vui đùa. Nội dung video clip này cho thấy, nơi tập trung của công nhân có dán băng keo phân theo từng luồng, phân từng vị trí chỗ ngồi. Nhưng công nhân trong clip không tuân theo quy định, không giữ khoảng cách an toàn, vẫn vô tư trò chuyện, tiếp xúc gần với nhau. Theo ông Nguyễn Hải Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Phong, chính quyền xã đã nắm tình hình sự việc. Ông Kiên cho biết đây là cảnh diễn ra khi công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa Industries tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho công nhân sau khi khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19. Một lãnh đạo công an huyện Sơn Tịnh thì cho biết sau khi có kết quả xử lý, đơn vị sẽ thông tin đầy đủ đến báo chí.